Phát hiện gần 150 bộ hài cốt tiểu quách giữa trung tâm Hà Nội khi cải tạo hệ thống thoát nước. Gần 150 bộ hài cốt được công nhân phát hiện trong quá trình thi công hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn, quận Đống Đa. Ngày 21 tháng 11, ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho biết, khoảng 2 tuần nay khi đào cống thoát nước, công nhân phát hiện hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1 mét, dọc theo ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung. Hiện chính quyền chưa xác định được nguồn gốc số hài cốt trên. Đến nay, chúng tôi đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn. Phường đã liên hệ với nhà tang lễ Phùng Hưng để tiến hành di chuyển số hài cốt trên về Nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội, vị này nói. Cũng theo vị lãnh đạo phường Quang Trung, đây không phải là lần đầu tiên phát hiện nhiều bộ hài cốt tại khu vực này. Trước đây, mỗi khi thi công công trình hạ tầng, đào móng nhà đều phát hiện. Vẫn chưa thể xác định được những bộ hài cốt này có ở đây từ khi nào, dù tôi đã sống ở khu vực này từ năm 1966, vị này nói. Chính quyền đã thông báo rộng rãi theo quy định, nếu không có thân nhân đến nhận, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan di dời hài cốt về nghĩa trang phù hợp. Quá trình chờ di dời, việc thi công hệ thống thoát nước trong ngõ 167 Tây Sơn được tạm dừng. Hài cốt được cho vào tiểu mới, phủ bạt, rào chắn cẩn thận. Đây không phải lần đầu tiên phường Quang Trung phát hiện nhiều hài cốt. Năm 2015, trong lúc đào cống thoát nước trên vỉa hè phố Tây Sơn, công nhân phát hiện gần 200 bộ hài cốt không xác định được danh tính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cử ban lễ tang thành phố xuống khai quật những bộ hài cốt trên, cải táng rồi đưa lên Nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì. Theo một số cụ cao niên, phường Quang Trung trước kia thuộc ngoại thành, có nghĩa trang rộng lớn với hàng ngàn ngôi mộ, gồm cả mộ được tập kết từ trung tâm thành phố về từ thời chiến tranh chống Pháp. Khi xây dựng trường đại học công đoàn, số 169 phố Tây Sơn, đội thi công đã di dời rất nhiều mộ. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý hiện nay.